Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn làm hai cái banner, hai cái banner hai bên đây. Đó, banner mình sẽ banner này mình sẽ thiết kế sẵn ở bên ngoài, dùng Canva, dùng Photoshop thiết kế sẵn ở bên ngoài. Rồi mình bỏ vô đây. Ví dụ mình muốn biết kích thước bao nhiêu á thì mình sẽ dùng cái bay ruler, cài cái bay ruler vô để mình đo kích thước mình thiết kế. Nghe kích thước xong mình vẽ, nhưng muốn kích thước ở chỗ đây là bao nhiêu mình vẽ vô đây mình biết kích thước, rồi sau đó mình sẽ để thiết kế cái thứ này mình bỏ vô cho nó đúng. Bay ruler mình vô trên mạng mình search bay Google Chrome bay ruler cài vô để được cái thước ở đây để mình đo cái thước, đo cái kích thước hình ảnh chỗ này. Còn đây mình sử dụng hình thiết kế sẵn rồi cho nên kích thước nó sẽ ok rồi, không cần phải quan tâm đến kích thước nữa. Thiết kế đi đâu về xài thôi. Nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình qua vô cái Unit Builder hồi nãy, tiếp tục hồi nãy mình làm ở đây. Nha. Đây bây giờ cái này xong rồi mình đóng thu cái lời đóng rồi xong. Bây giờ tiếp theo tới cái phần mà cái banner hai bên đó thì mình add element nè. Bây giờ mình muốn chia cái dữ liệu mình ra các phần, các cột thì mình sẽ sử dụng row. Row để mình chia ha. Row ở đây thì mình sẽ chia row như thế nào? Bấm vô row, row đây sẽ hỏi cho mình. Bấm vô thì nó sẽ bấm vô đây thì sẽ hỏi cho mình là muốn chia mấy cột, hai cột, ba cột, cột một cột bao nhiêu phần trăm thì cột bên trái là 30%, cột phải 70% như thế nào đó mình coi bên đây, mình coi cái những cái mẫu này mình chọn. Ở đây tôi chọn chia là hai cột bằng nhau đi, hai cột bằng nhau. Apply. Apply và update. Cột thứ nhất tôi bỏ tấm hình thứ nhất, cột thứ hai tôi bỏ tấm hình thứ hai. Add và mở nó ra. Mình bỏ vô đâu mà, đúng không? Mở ra, add to column, add một tấm hình. Tấm hình nào mà thiết kế sẵn rồi á thì mình dùng email hết. Còn tấm hình nào mà muốn mình tự thiết kế mình sẽ dùng banner ha. Thiết kế sẵn rồi mình dùng email hết. À, ở đây khi mình tải về thì bên đây có cái bên đây nè, bộ sưu tập bên đây nè. Tôi nhớ là nó là 1 2 3 4 4 ô chứ không 2 ô nha. Bên đây cái là đây nè, chữ nè. Bộ sưu tập gì đó nè, 4 ô lần để mình làm trước 2 ô đi rồi mình làm thêm. Sửa lại. Chứ để vậy không đúng. Mình thêm hai cái này trước đi. Và tôi sẽ chỉ với bạn là ở bên đây nữa, bên đây cũng vậy, bên đây mình có cộng, bên đây mình không chờ đợi mình làm luôn. Bên đây hình này là hình gì, hình này là phải hình không, hình là chữ. Cái này không phải hình, cái này rất phải ở đây không phải hình, cái này là cái chữ chữ gõ lên cái nền. Vậy mình phải làm cái chữ gõ lên cái nền nha. Vì thế thì mình sẽ sửa lại chỗ này. Chỗ này mình sẽ tổng một hàng của nó là 12. Thì mình muốn chèn hai kia vô nữa thì cái này phải thu vô, thì cái này phải còn là cái này là bốn ha. Đó. Rồi thêm cục này vô thì cái rau này chính là một hàng, 4 + 4 = 8, nghĩa là 40% ha. Đó. 4 + 8 còn lại là 4 nữa thì mình add thêm một cái nữa, chia tiếp add thêm một cái column nữa. Mình chia làm sao cho một hàng nó cộng lại là 12 mới đủ, một hàng mà nó có 13 là dư thì nó sẽ nhảy xuống 12 này, câu này mình chia 12 thôi. Rồi cái này mình duplicate nó lên đó, rồi đeo cái này lên trên đây đó, thì còn cái này nằm đây. Ở bên đây để hình, bên đây để hình đây.
thì mình cho cái những cái vị trí này, những cái cột này nó sẽ basin, nghĩa là khoảng cách giữa những cái cột này nó độ hở bao nhiêu. Normal bình thường la là lớn nè, hở lớn nè, on lap là sát lề luôn nè, rồi small là vỏ nhỏ thôi, small thôi đó. Và vị trí đầu đây, vị trí đầu đây là mình đang nói là muốn có cái này bộ sưu tập gì đó, hoa sáp cao cấp đúng không, chữ đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ một cái banner vô đây, banner không phải email. Email là hình thiết kế sẵn ngoài, còn đây là mình có muốn gõ chữ lên, muốn gõ chữ lên trên một tấm hình nào đó thì mình dùng banner, hoặc mình dùng section nhé, ở đây thì dùng banner, banner đó. Banner ở đây thì mình nó hỏi mình chữ bên trái, chữ bên phải hay chữ giữa. Ở đây mình nói là chữ của mình là ở đây chữ bên trái nha, chữ bên phải chứ, ở đây chữ bên phải. Bên phải đây. Đó. Bên phải. Thật nhỏ thôi. Đúng không? Apply đi rồi mình chỉnh lại. Kích thước của cái banner này thì mình sẽ để là khoảng 200 mà tới đây đúng không? 180 hơn 100. Này kích thước này không được, nhưng mà nếu mà làm cách này thì làm cách banner này thì nó không giống lắm. Cho ra đổi cái khác, tôi cho cái màu bên đây đi. Option đây tôi cho cái màu. Rồi ghi chữ bên trong rồi coi sao này. Có nhiều cách làm lắm, mình sẽ thử nha. Tôi sẽ cho option đây, tôi cho cái màu đi. Cái màu hồng đi. Thử coi. Cái này. Màu nền. Màu nền này rồi sau đó tôi sẽ cho nó là sao này. Ví dụ mình cho cách là đây qua. Đó thì sẽ ra cái này, cái màu nền đây. Bên đây cũng vậy. Copy option. Add option. Add option cho nó lấy luôn. Vô màu vậy đi. Rồi để coi đây sát như là sát mới sát lời hay là cách lời nhỏ. Từ từ đây đó, từ mình thấy sao. Mình sẽ cho nó cách lời lớn vậy đi. Rồi. Có màu nền rồi và viết chữ lên đây nữa là xong. Khỏi cần làm banner kia canh cực quá. Banner kia cũng được mà cái canh cái chiều cao của nó bằng đó. Thì mình sẽ add to column một cái test. Test này, cái test này mình canh không được, không canh test này. Nhiều cách làm ha, ví dụ tôi làm cách này thế coi có hay hơn cách kia không ha. Làm một cách này thế coi, cách này. Cách này ha, test này mình để chữ gì đây? Bộ sưu tập hoa cao cấp đúng không? Cái chữ này vô. Bộ sưu tập. Enter, shift enter cho xuống hàng ngắn rồi. Hoa cao cấp đập lên hai cao cấp mình cho nó là title 3 đó. Rồi cái chữ này mình cho nó màu text color màu gì đây, text color ở đây mình sẽ chỉnh theo cách là cho text color màu light. Nếu như mình làm cách này á, thì cái test này nó không xuống. Option cái test này coi nó có show, có chỉnh đâu không. Center đây rồi cho nó xuống giữa thì mình sẽ option cái này mình coi có xuống giữa không. Middle ở đây không được, đi qua đây middle đây không được. Dùng cách này thì cái màu nó tốt, nhưng mà thì mình sẽ cho nó xuống giữa bằng cách option cái thằng này. Này padding là cho đẩy cái thằng trong xuống. Phía trên đẩy cách phía trên bao nhiêu? Cách phía trên là khoảng 50. 50 đi. 50 coi xuống không? Đó. 50 ở đây mình để là 55 đi. Đó, ngay đây. 60 xuống đây và cách cái lề bên trái xíu thôi, 5 pixel thôi, nó như vậy, dùng vậy.
Rồi mình chỉnh lại cái chỗ này, cái chữ bộ sưu tập mình chỉnh lại. Bộ sưu tập này mình cho nhỏ nhỏ, chữ nó không đậm. Này là mình cho nó là đoạn văn bản thôi. Văn bản sổ này ra để mình coi chỉnh chữ to lên chút. 130. Nhưng mà đoạn văn bản thì nó xuống hàng nhiều quá. Em shift enter xuống. Chữ này mình cho nó là chữ này mình cho lớn lên. Chữ này mình cho lớn hơn 60. 60 to lớn quá. 160, 140 thôi. Rồi vậy đi. Ví dụ mình làm thử một cái á, mình ra mình coi thử nha. Đó, mình thường mình làm khi mình thấy một cái kiểu thiết kế mình muốn làm thì mình làm thử giống như tôi á. Đó. Nãy tôi tính thử làm banner nhưng mà không được, bây giờ tôi làm chữ viết trên cái column. Đó, ví dụ như vậy, bộ sưu tập hoa cao cấp. Nhưng mà cái này nó hơi ấy, chút xíu tôi sẽ chỉnh lại sau. Rồi, bên đây cũng vậy. Bên đây tôi làm lại cho các bạn coi, bên đây làm kỹ lại ha. Rồi. Bên đây này ha, bên đây đầu tiên á là cái column này á, đầu tiên là cái column 2 nè, mình sẽ cho nó một cái màu nền gì đó mình cần thấy cần làm. Đây tôi cho màu nền hồng nè ha. Đó, và cái color của chữ mình cho nó màu sáng. Rồi, sau đó cái chữ này mình mới bỏ vô add to column nè, add một cái test vô. Đó. Cái test này là mình apply nó, mình gọi cái test vô, cái test của mình là gì? Bộ sưu tập trên tiêu tường, đúng không? Mình gọi vô bộ sưu tập trên tiêu tường. Bộ sưu tập. Rồi enter xuống hàng. Shift enter nha. Trên theo. Rồi làm như sao? Viết qua hết không? Nếu viết qua hết, lỡ viết thường rồi, viết qua hết thì mình đây mình có cái chỗ là cho uppercase luôn, nó tự động viết qua cho mình luôn, khỏi rồi hả? Canh bên trái, canh phải đây, này là canh trái, canh phải mình bỏ vô. Đây, canh đây. Đó, đúng không? Rồi cái chữ này mình cho nó đậm lên nè. Rồi cái kích thước này mình cho nó là 140. Đó là xong cái phần chữ, nha. Rồi chỉnh cái độ thuộc ra thuộc vô, mà chỉnh cái cha là column 2 này, option đó. Thì mình cho nó là cái padding. Padding thì nó có cái gạch nè, gạch trái, gạch phải, thì cách bên, cách trên, cách cách phải, cách dưới, cách trái. Thì mình muốn cách bên phải, cách bên phải 5 pixel. Và cách bên dưới là khoảng là 55 pixel. Mình sao này đóng em. Mình coi coi. Bên đây ăn mở, bên đây tôi chỉnh ăn mở không? Bên đây. Cách bên trên, sorry tôi cách bên trên mà tôi để cách bên dưới. Sorry nha, cách bên trên là bên đây. Bên đây là không rồi. Cách bên trên là 55 bên này, 55. Đó, vậy mới đúng nè. Đó. Cái chữ bên này, chữ bộ sưu tập bên này là bao nhiêu, cái bộ tập bên này là bình thường hơn 100%. Đúng không em? Enter xuống đi, rồi chỉnh đây 100%. Đó. Đó, xong. Rồi mình ra đây coi thử coi. Mình chỉnh làm từ từ vậy đó, như tôi vậy đó. Cái chữ tranh tiêu tường của mình là phải một hàng đúng không? Đây mình để hai, nó lớn quá thành hai hàng, mình sẽ sửa lại ha. Sửa lại kích thước chữ này lại. Kích thước chữ này là mình sẽ sửa lại khoảng 130 thôi. Đó.
Đó. Thông thường mà để hai chữ này nó đồng bộ với nhau á thì ok, mình copy nguyên này qua qua đây cho dễ. Nha. Copy nguyên này qua đây. Để bây giờ copy option nè. Bắt option nè cho nó qua nó không giống nhau luôn cho nó dễ. Nha. Cho nó đồng bộ luôn. Copy năm này. Rồi, như vậy đi.